Thưa quý vị, nắm bắt được nhu cầu của người dân, bám sát tình hình trên địa bàn, tạo điều kiện hạ tầng để người dân có điều kiện phát triển mọi mặt. Đó chính là những căn cứ để Hội đồng Nhân dân các cấp xem xét, ban hành nghị quyết. Hiệu quả của các quyết sách hợp lòng dân, đó chính là đời sống của người dân được nâng lên, thêm niềm tin vào các chính sách của Đảng, Nhà nước. Ghi nhận sau đây của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Hải Dương. Đây là dự án đường trục Đông Tây đoạn qua địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, dài 6,76 km. Việc triển khai thực hiện dự án này trên địa bàn huyện Tứ Kỳ căn cứ vào nghị quyết số 27 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương nhằm kết nối các tuyến đường trục chính đã xây dựng, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, giảm tải các tuyến đường có mật độ giao thông lớn tại vùng đất này. Phát triển kinh tế đến đâu chưa rõ, nhưng trước mắt ấy, là tôi thấy là ý Đảng lòng dân nó đã được thống nhất cao. Mà nó tạo thành một cái sức mạnh, tôi cho ai là về tinh thần ấy, có thể kinh tế còn mua được, chứ về cái này tôi tin ấy này, có lẽ là sức mạnh rất cao, mà nó nghị quyết vào lòng dân, mà thực sự dân hưởng. Là một người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, bà Nguyễn Thị Hưng, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, được chính quyền địa phương cấp cho thẻ bảo hiểm y tế miễn phí 100% mức đóng. Chính sách nhân văn này chính là nghị quyết số 31 của Hội đồng Nhân dân huyện Tứ Kỳ, hỗ trợ nốt 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 70 đến 80 tuổi và người thu gom rác thải. Tuy là thế này nhưng mà tôi thấy sống ở cái chế độ, sống ở chính phủ này tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước lắm. Nếu mà Nhà nước mà không quan tâm, mà không có thẻ thì chịu chết đâu. Như chúng tôi thì chỉ có chịu chết thôi, không biết làm nào được. Nhưng mà may được nhờ Đảng, nhờ chính phủ mà quan tâm mà cho cái thẻ như thế thì là chữa được bệnh. Có thể nói với các quyết sách bám sát thực tiễn và mong muốn của người dân như trên, ngày càng có nhiều nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy được hiệu quả của các cơ quan đại biểu dân cử tại địa phương.